Zumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Phương, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt năm học cấp 3 này. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh nói chung và các bạn 2K2 nói riêng những dụng cụ cần thiết mà bạn nên chuẩn bị liền cho năm học mới này. Đầu tiên dĩ nhiên là bút viết rồi. Nếu các bạn nghĩ đơn giản, chỉ cần vài cái bút bi là xong thì bạn đã sai lầm rồi. Hãy chuẩn bị cho mình thật nhiều bút với đủ các loại màu. Thông thường tối thiểu là nên có 3 màu, đỏ, đen và xanh. Còn nếu có điều kiện thì bạn có thể sắm cho mình nhiều màu hơn. Để làm gì ư? Các bạn không nghĩ là việc trình bày nội dung trong một cuốn vở cũng giống như các bạn đang vẽ một bức tranh vậy đó. Nó tạo cho bạn cảm hứng khi tiếp thu nội dung mà bạn đã ghi trên vở. Lấy ví dụ như là tiêu đề, các bạn có thể ghi chữ màu đỏ, chữ in hoa. Các chỗ ghi chú quan trọng các bạn có thể đóng khung hoặc là đồ màu lên để dễ nhận biết và tìm kiếm. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn một vài cách trình bày vở tiêu biểu, dẹp tan mọi lo lắng nếu như chữ bạn có xấu nhé. Tiếp đến là thước kẻ. Có rất nhiều loại thước gồm thước cứng, thước mềm, nhưng mình vẫn hay xài loại thước mềm. Trong quá trình làm bài thì cây thước giúp cho bạn định hình được các nét kẻ, nhất là trong bộ môn hình học không gian thì việc kẻ bằng thước giúp cho bạn nhìn hình một cách tốt hơn rất nhiều. Mình tới giờ vẫn thắc mắc có một số bạn khi phát tờ trắc nghiệm mà làm tới câu hình thì y như rằng 10 bạn thì tới 8-9 bạn là hay vẽ nguệch ngoạc và vẽ thẳng vào trong tờ đề. Vừa nhỏ vừa xấu lại khó nhìn, nhất là đối với bài khó thì việc vẽ kiểu này đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm tốn thời gian của mình quá nhiều. Nào, giờ mình sẽ giúp bạn vẽ lại hình của bài này trên một tờ giấy nháp nhé. Rõ ràng là dễ nhìn hơn rất nhiều phải không nào? Các dụng cụ tương tự với thước là compa, eke, thước kẻ elip vân vân cũng rất tốt nếu bạn sắm được bên mình. Tiếp đến là máy Casio. Hiện tại đây là thứ có lẽ là quan trọng bậc nhất vì nó hỗ trợ tính toán nhanh, tiết kiệm được thời gian làm bài rất nhiều cho học sinh. Hiện tại trên thị trường có các loại máy như FX570S như của mình, FX570VN Plus, FX580 đời mới ra gần đây. Nếu như các bạn cảm thấy viết trên một cuốn vở là quá nhỏ thì các bạn có thể làm giống như mình, tự tạo một cuốn vở khổ giấy A4 và đóng lò xo. Rất tiện lợi mà giá của nó cũng không quá mắc, một cuốn tầm 100 trang như mình thì giá dao động khoảng từ 20 đến 35 ngàn. Việc trình bày trên một cuốn vở lớn giúp cho bạn ghi được nhiều thông tin hơn và nhất là không gian rộng rãi phù hợp cho việc sáng tạo trình bày bố cục nội dung đẹp mắt. Các công thức trong quá trình học tập, các bạn có thể đánh máy ra rồi in trên bìa cứng, ép lắp tích nếu muốn nó bền, rồi treo ngay vào góc bàn của mình để lúc nào bạn cũng nhìn thấy nó. Việc này giúp cho bạn nhanh chóng thuộc được công thức, kể cả những công thức khó thuộc nhất. Các tài liệu khi photo ra để học, các bạn cũng nên đóng thành cuốn. Tốt nhất là vẫn đóng kiểu lò xo như mình để dễ lật và dễ ghi chép trên đó. Cuối cùng là hãy sắm cho mình một cái USB để lưu trữ tài liệu trực tuyến. Bạn hãy học tập cách lướt Internet, tra cứu học từ trang Google, hãy học tải tài liệu về máy tính và lưu vào USB của mình. Hơn hết là bạn nên tập thói quen mỗi ngày lướt YouTube vào các kênh của các thầy cô giáo, người mà đã tốn không ít công sức làm ra các video, truyền tải tới các bạn những bài giảng bổ ích. Tới đây thôi thì các bạn biết năm học mới này mình cần chuẩn bị đầu tiên những gì rồi, phải không nào? Hãy lên dây cót tinh thần sẵn sàng cho một kết quả học tập tốt. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ là hãy nhấp chiếc chuông bên cạnh để có thể đón theo dõi những video bài giảng hay và sớm nhất chỉ có tại Zumat TV.